Di động chat chào tất cả em nha. Tiếp tục chuyên mục bộ hộp thì hôm nay em nhận ít đơn hàng nhá. Anh em cùng kiểm tra bộ hộp xử lý mình nhá. Xem có cây nào hay ho dễ xử lý nhá. Ok. Rồi, anh em bóc từng đơn hàng cùng với mình nhá. Đầu tiên thì mình bóc đơn hàng của bạn Bùi Đức Anh gửi cho mình từ Bình Yên Thạch Thất nhá. Rồi, Thạch Thất thì gần đây thôi. Bây giờ một số anh em ở Thạch Thất vẫn phi lên đây sửa máy thôi, phi về chợ bình thường nhá. Ok, để mình kiểm tra cây này xem nào. Mình gửi cho mình máy gì đây. Không rõ. Ok anh em. Mình này gói không cần hộp luôn anh em ạ. 2,6 à. Ok, này ghi nhá, máy không lên nguồn. Ok bạn Đức Anh nha. Không thông tin mà như vậy thôi, máy không lên nguồn thì nhiều bệnh ạ. Ca rất đơn giản nhưng ca không hề đơn giản thế nào. Ok, lát mình sẽ kiểm tra nhá. Rồi, không được quay đâu nha. Rồi, lát mình sẽ kiểm tra sau. Tiếp theo mình sẽ có đơn hàng to to của bạn nào đây, không rõ. Ok. Bọc rất kỹ nha, hộp trong hộp luôn anh em nhé. Chưa biết của ai đâu. Ok, thông tin này đây. Nhờ cháu sửa giúp chú điện thoại này của đứa em cho xài nóng máy sập nguồn, đã mang ra thợ sửa một lần họ bảo hư mên. Thế vậy thì khoảng 1 năm, thông tin có vậy cháu sửa giúp chú nhé, chú cảm ơn. Ok, 1 năm rồi kìa, 2 phút x à. Cái này thì mình sẽ kiểm tra xử lý sau. Để à, màn kênh ở ra này, máy đã tháo sẵn màn hay sao thì kênh hẳn ra này. Rồi lát mình sẽ kiểm tra xử lý. Cái này cũng chắc là cũng khoai đấy, 1 năm rồi thì không đơn giản đâu. Mình sẽ bóc hộp cho em xem nào. Tiếp theo đơn hàng của bạn Phạm Thuấn gửi cho mình Thái Bình. À, bạn này thì quen quen, chứ cũng đã gửi mình rồi nhá. Ok. Chào anh, chúc anh và cùng gia đình thật nhiều sức khỏe. Em có mấy cây máy gửi anh lên anh sửa giúp bạn. Samsung A50 sạc có đến mất nguồn. Samsung A50 main rời, rơi nước mất nguồn. Samsung A51 lên logo rồi tắt. Khẩu bắn nhé. Con A51 này thì để trên màn cực cao nhá. Chết mà lại không chết hẳn mà cứ lên logo rồi sập đen xì màn hình. Một bên A50 là dính nước này, thợ chưa đã nhấp hết rồi này, đã hết lồng đã kiểm tra rồi này. Đó, làm vi sinh nguồn làm lại rồi này. Cái này thì hơi lầy thôi, để xem có cứu được thì mình cứu nhé. Cây sạc qua đêm này, A51 này, cây này làm sao bụi mù bên trong dính nước hay ép kính rồi hay sao này, bọt trông rất xấu nhá. Cây này chắc chắn đã làm gì đó rồi. Không, mình dự đoán những cây này chưa chắc đã mê một vấn đề gì đâu mà là màn chết rất nhiều. Đó, cảm sao cũng tưng cái nhá. Rồi, chia buồn với anh em là màn chết thôi. Cây này 100% màn chết. Bấm khởi động lại nhá, nó sẽ lên logo một cái cho nó sập luôn. Để nó khởi động lại cho em xem nhá. Cây này chết màn rồi. Đó, báo sạc rồi nhá anh em nhá. Nên là gần như 100% trên màn. Người này một tưng cái cắm sạc báo tưng tưng là biết rồi. Tí mất bây giờ nhá. Nhìn này thôi, không phải treo logo như màn này đâu nhá. Không phải lên logo tắt như này đâu nhá. Anh em nhìn này thôi, trong này bị rất nhiều, toàn lỗi màn, 100% lỗi màn. Trao đồ ngoài tí đen xì màn, nhưng vào trong vẫn tương tương, như vừa nay mình cắm sạc vẫn tương một cái đấy. Rồi, cái lỗi màn thì màn con này cực kỳ đắt nhá. Là 50 sạc qua đây mất nguồn. Sau đây vẫn lên này này. 50 sạc qua đây mất nguồn, sau đây vẫn lên anh em ơi. Đây, sợ mình sao bật phát lên luôn. Rồi, cái này phải kiểm tra lại. Trao logo. Ok, toàn cây bệnh ảo ảo ra đây, xong mới gặp sợ mình sợ hay sao ấy. Đấy, cây này không thấy báo gì được nhá, anh em nhá. Nên lục công tắt nhá. Chút sạc đi, thử một chiếc lại sẽ nghe tiếng tưng của tiếng sạc. Em vuốt vuốt sẽ thấy đấy, nè. Đấy, anh em thấy không? Không, tưng tưng nghe không? Tóm lại cho em xem này, nghe này. Ok, hàng màn 100% nhá. Chứ không phải là lỗi main đâu, bệnh này của dòng này rất nhiều, dòng này lỗi chung của màn. Trả lô, con này cho logo nhá, chứ không mất nguồn. Màn hình này trong màn hình cứ dài dài này. Rồi, cái này treo logo chứ không phải mất nguồn nhá. Cái dưới nước thì không nói này. Cái mất nguồn, sau trong bên rời này. Rơi nước mất nguồn này. Treo logo này. Vậy treo logo này toàn bệnh xương thôi. Rồi, mình sẽ tạo ra sổ bên nhá. Nhưng cái này toàn cây cũng không nhàn thế nào đâu. Đây thì lại cứ thấp đó. Ok. Tiếp theo mình sẽ bắt đơn hàng bạn Kiệt. Chắc đơn này cũng nguyên máy ra gì không này. Cái này như là bảo hành hay sao ấy anh em ạ. Sau G
con sáu cái bánh nhà hiển thị còn lỗi liệt cảm ứng, anh kiểm tra lại giúp em. À ngày đầu thì mất hiển thị, mình làm cái bọn đấy xong bọn ấy về kêu liệt cảm ứng, lúc mình test thì có cảm ứng bình thường thì bọn ấy test lại thì liệt cả. Rồi mình sẽ kiểm tra xử lý cho bạn này, vì hai lỗi này thực ra là không liên quan đến nhau. Bạn này mua đầy đủ đồ luôn, pin này, pin mới này, màn mới như màn gói này hơi dở hơi nhá, gói thực tế chứ gói này chẳng người nhá, màn linh kiện nhá, màn zin sao, thêm phản quang sao, màn zin lại thêm phản quang, người mình nhắm mũi như này, pin sao nhỉ, pin khó ăn, khó đóng. Ừ, con này cảm ơn thật nháy nháy này, cảm ơn người sẽ cảm ơn có vấn đề nhá. Mình chắc không bị nháy này đâu nha, chắc để cho vận chuyển và đập máy nó yếu rồi đi đúc nữa nhỉ. Ra nháy thì mà này không nháy không khó gì lắm ạ. Rồi con liệt cả thì chắc sẽ cố gắng xử lý cho bạn ạ. Mình sẽ cảm ơn thôi, chẳng có gì đâu có phức tạp cả, liệt cả kèm nháy nháy màn hình. Ừ, đi bắt ốc cả vào đây nè, không biết ai dạy bạn là bắt ốc nữa. Ra là máy mình, những cái máy bên cong ấy, thì anh em cũng đừng bắt ốc làm gì, ta làm tự do khi lại không bận gì, bắt ốc nó sinh ra bệnh liệt chứ. Đây, khá rõ này, lại được cảm ứng nha. Ok vậy này thì thôi không có gì cả, sẽ làm cho cảm ứng thôi, muôn thuở rồi. Bên này biểu hiện giống sau plus thôi. Ok tạm qua sau bên này, đó là đơn hàng cuối cùng nha, xem có máy gì hay không. Hôm nay toàn máy vừa cũ vừa xương thôi, bệnh làm rồi. Cái hàng này không biết là của ai, bọc cũng khá cẩn thận nha. Đây hàng của bạn Thanh à, Lâm Thanh Lộc nha, gửi cho mình từ Bình Chánh nha, Hồ Chí Minh nha. Ok anh em cùng kiểm tra mình nhé. Chào anh Trung Anh, ngày mới nhiều sức khỏe, nhớ anh kiểm tra máy tình trạng X bị chớp táo tắt. Khi tay cầm loa trong thì máy lên bình thường và không bị chớp tắt nữa. Khi mắc bị hư màn hình và nứt kính lưng, anh kiểm tra và thay giùm em. Ok, đấy những ca này là ca đơn giản anh em này. Cụm này bạn ấy chắc bị chập trên cụm. Rồi đó mình sẽ kiểm tra thay cụm đấy, sang cụm đấy thôi, đơn giản thôi. X này. Cho bạn ấy bỏ cụm ra ngoài đây, cụm đây. Đây này, không bị lên táo tắt nữa. Cái mắc này, cái mắc hỏng màn thì đơn giản thôi, hỏng màn với thay lưng thì vỡ màn thay lưng thì cái đấy đơn giản quá rồi, chắc mình không làm clip đấy đã. Thay màn thay lưng thì công việc gọi như là hầu hết thợ nào cũng làm được, nhưng quan trọng là thay đẹp hay thay xấu thôi. Đây bọn này đã tháo cụm này nha. Rồi sau này mình sẽ kiểm tra cụm này, mấy cây này toàn những cây cũng phức tạp thôi. Rồi bọn này cắm ốc này, con ốc đi sẽ phải này. Khá kỹ đấy nha. Đây, bọn này không nhắn được mình một khẩu rồi, một khẩu toàn không sang. Rồi cơ bản thì không một khẩu, đây bọn này có hai con ốc này, rất thiếu ốc. Cái này mình chắc phải hiện hỏi lại xem khẩu là gì chút nữa xem. Ok mình sẽ test lại cho anh em xem nha. Ok mình sẽ test cụm này trước này, ốc ốc của cụm này, cái này thì sáng rất là ok thôi. Chất cụm này việc đơn giản thôi, cắm một cao vào để test nhé. Cắm phát dòng lên 2 chấm này anh em này, 2,6 mA này, bấm này chập anh em thấy chưa, ok chưa, chập nhá, dòng gió lên tới 2,6 nhá. Ok cáp này đang chập ở trên cáp hoặc chập trên cái đốt ở đấy nhá, anh em sẽ kiểm tra và thay thế nhá, sàng cáp nhá, cũng có dính nước nhá. Rồi anh em nhìn này, dính nước này, mốc trắng chân này, đó mốc trắng chân này, khu vực này này đó, thối chân. Rồi ca này không có phức tạp đâu, là bệnh ít dính nước thì bệnh này nhiều lắm nhá, mà khẩu có rồi anh em nhá. Ok, hiện tại máy đang không lắp. Và IM 15.5 này anh em nhé. Nó sẽ khởi động lên không báo gì cả, chỉ báo phê đi sự cố nha anh em nhé. Tắt máy đi bật lại không báo gì cả, nhưng mình vừa đã thử không thấy báo gì luôn nha. Không có cụm này vẫn không báo phê đâu nha. Phê không báo gì. Rồi, cái này thì tiến hành sáng thôi, đơn giản thôi. Không có gì có phức tạp à. Làm là lắp vào lên được phê xếp đầy đủ cho màn hình là ok thôi. Rồi không lắp cụm nha, đây còn ốc nằm trong bản thảo ẩu này, đây này ốc còn dính trong này, đấy thấy chưa.
Ngoài này là màn ép rồi nha, trong tem nó kiểu này, cảm ứng ép kính gì đấy. Ok, rồi mình sẽ tiến hành cái sàn xi màn đó, à sàn cáp thôi, không có gì cả. Có thể lắp lại test lại nhưng mà nó xem nha, mới chiếu vào nóc nha. Rồi, dưới cao này bằng nó lên táo sập ngay nha. Đã bị giò như thế thì lên táo sập chuyện rất bình thường thôi. Rồi, lên táo sập này nha. Rồi, chỉ lên táo sập thôi nha. Ok, mình sẽ sang cụm nha. Bỏ vát lên luôn nha. Rồi, chọc cụm. Còn xong rồi cho logo nha. Tắt nóng nó đi nha. Con này có bệnh nha. Không biết dính nữa hay giảm gì cho logo nha. Rồi, bỏ ra lên luôn nha. Mình sẽ sàng cáp lại luôn nha. Ok, chân thì nếu thối thối nhẹ thôi, không thối lắm đâu. Sàng luôn đi anh ạ. Sàng nó cũng mới nhá. Đây ra không cần đổ đâu, thì trên cái mới mình có rồi, mình sẽ đổ lại con cảm biến kia là chính. Một cái đã nhận nha anh em nha, nó nốt cái còn lại vào xong đắp vào tép, chọn ấy đây thôi, cắt phây thì ok là ok thôi, chọn trước đây máy còn phây. Đóng xong hai cam này anh em test lại nữa rồi nhận đủ hai thông tin cơ bản thì là ok, đủ hai dòng ok, trong sự tiêu thụ của nó chỉ 0.02 nhé, là 0.2 mA nhé, lúc trước là 2 chấm nhé. Rồi, thì sẽ lắp vào máy test lại xem có được phê không. Rồi báo phê đi sự cố hay không. Lại máy vẫn không báo gì nhá. Fan mới thì nó không báo gì đâu nha. Nhưng mà cái đàn nó không báo sự cố phê nữa anh em thấy không? Pin dịch vụ là pin, nó không đọc được pin nó báo như này nhá. Bộ bây giờ khám lắm, ES mới hay báo lung tung lắm, có nhiều thứ lỗi vớ vẩn lắm. Ok, không vấn đề gì cả, như vậy là phay ok luôn anh em nha. Ok nha, chu tôn đầy đủ nha, mất tiệm cận, một lỗi tiệm cận anh em ạ. Đó, ra này chắc phải xử lại xem có lên tiệm cận hoặc là lỗi tiệm cận chút, không vấn đề gì cả. Ok, cơ bản thì là đã nhận phây, nhận đầy đủ, mình chỉ việc xử lý nó cái tiệm cận thôi, vẫn còn lỗi tiệm cận, chân nó hơi mụn không ăn nên phải đóng lại hai lần mới được anh em nhé. Hoặc nhiều khi tay có những ngày thối tay đóng mít anh em ạ, đây chuyện rất bình thường thôi. Ok, quay ok nha, cận ok nha anh em nha, chú tôn ok nha. Các bạn như vậy là đã xử lý xong cái cáp sàng, cái cáp trong loa trong ok anh em nha. Cái này hơi lỗi cái chân nó hơi xấu một tí nên mình sàng mic cho nó hơi xấu. Đấy, phải làm lại chân chỉnh lại lần nữa. Mình chỉnh hoa nóc rồi nha.
Còn ok, chu toàn ok, là ok nha. Okay, như vậy là xin ông cái phân tích nha, để mình kiểm tra nó con cái mắc và mình sẽ kết thúc video nhá anh em nhá. Xem cái này hỏng màn thay lưng thì cái này sẽ báo giá lại với anh trước khi thay nhá, màn bung hết rồi nhá, còn mua sạch đây sạch luôn nhá. Màn này màn lô thôi. Rồi, nó bung làm đôi luôn anh em nhé. Nhưng ngoài trông xấu xấu như bên trong bên sạch sẽ phết anh em ạ. Thay màn nó kiểu vậy đẹp keng xe bé ngay thôi. Ok, xong màn lô bung cả răng rồi, nhìn thấy không? Lô phải qua rẻ tiền nhá. Thay bung chọc cái gì vào rất là cáp màn này này, thế là chết là đúng. Ok, lắp một cái màn test thử. Cái pin anh em ạ. Ok, cái máy này thì thấy màn thì thấy lưng thì đơn giản quá. Thôi thì mình kiểm tra nút M16 này, sau có gì mình kết thúc video nhé anh em nhé. Mấy cây còn lại mình xử lý sau thôi. Để cho ngắn video thì mình sẽ kiểm tra nút mấy cây và xử lý kết thúc video. Chỉ là kiểm tra máy cho anh em là chính thôi. Làm tình trạng ra làm sao. Đây, máy đã được sửa rồi này, anh em thấy cục thiếc thì chập tên xì này luôn này. Với thợ làm gì đây này, thợ nào làm đấy không biết đâu. Thợ làm nhá, tự nhiên không thể có cục thiếc như này đâu anh em. Hiểu không? Cục này chắc chắn 100% chập nguồn. Mình sẽ kèm một cho em xem này, kèm phát chập luôn mình xem. Đó, đi đồng hồ luôn. Để gỡ chập này ra nhá. Ra này thì có thể thợ đánh ban hay sao ấy. Nhìn nhá, cục thiếc lù lù nhá. Thiếc cứng lắm, thợ này dùng thiếc cứng lắm. Sạch đi. Có cái hút sạch phát lên luôn nhá. Tụ này tụ chuông mà, chạm tụ chuông là chuyện bình thường thôi. Và lại cục thiếc ở đấy thì chắc không tự nhiên được. Cơ bản thì thi thoảng mình cũng gặp có đánh ban. Không còn chập nữa không? Không chập nhá, chúng hết chập luôn, bấm dòng đẹp luôn nhá. Ok, sẽ lắp thử màn hình lên đây nào, sạc lắp màn hình sẽ lên không. Pin nó kiệt nhá, lên táo sọc một là pin chết hai có vấn đề gì đó, chờ chút xem nào, dòng sạc vẫn đang ăn nhá. Máy trạng thái treo anh em nhé, hai ba bệnh chập nhiều lên táo chập nhiều, tao mắc đã lên táo nhá, màn test của mình thôi. Rồi mình sẽ kiểm tra cây iPhone 6 này, chắc chắn đã nhận máy tính này, hai cái này bị vội hóa rất lâu này, rồi gọi lại mật khẩu bạn đấy test nhá. Ok, con 6 này anh em sẽ cắm máy tính chạy phần mềm nhá, 100% chạy phần mềm nhá, cắm phát nhận máy tính luôn nhá. Rồi, máy đang ở trạng thái treo Gcon 100%. Cái táo sập nhiều, nếu may mắn thì cập nhật lại được, không cập nhật được thì anh em phải chạy trắng thì có thể anh em sẽ phải hỏi iCloud. Một nhiều máy mình đã hết à. Chạy giới thiệu trước nhé. Rồi, máy đang chạy là điện thoại đã lên táo nha, anh em nha. Rồi, cái này anh em chờ chạy thôi, xem ok không hay là sập thì đen thôi. Có đen cho anh em, hoặc ôi trừ 20 nhé. Ok, cái này thì cập nhật lại được không? Ok, vẫn không được, có lỗi nha. Rồi, cây này vẫn lỗi, thì anh em cái này flash sạch đi. Em treo chế độ này. Em được không nha? Nhưng mà bảo lỗi là chế độ nha, chế độ thì phải hỏi iCloud thay ổ cứng nha. Hy vọng qua được. Qua đây em chấp nhận thôi. Treo luôn trạng thái ở đây rồi anh em ạ. Cây này có thể xử lý sau thôi. Ok, cái này có lẽ phải hỏi lại và chạy lại trắng sau anh em nhé, hỏi cloud kiểu nhé. Mình tạm kết thúc video đấy nhé, cái này chắc phải chạy lại xử lý sau xem có được không, cái này đang có một cái lỗi gì đấy. Ok, mình xin phép kết thúc video này ở đây nhé. Hẹn lại anh em ở đây, mang lên táo sập nhé, cái nào cứng chết là rất cao, treo luôn, không lên táo sập nữa rồi, cho đi luôn rồi, đi luôn rồi anh em ạ. Ok, chắc mình sẽ xử lý cái này sau thôi. Không thể lên táo nữa, thử trả lại lần cuối em được không nhá, không nhận máy tính đâu anh em ạ, tất cả đang chạm chết gì đó rồi. Rồi chắc chạy nhiều quá chết treo. Ok, mình sẽ xử lý cái phút 6 này sau nhá. Cái này thì tình trạng bây giờ là đầu tiên là chập không biết lý do gì, và lại cục thiết ở đấy, cái này thì phải hỏi ý kiến của thợ trước.
xử lý xong thì lên táo sập nhận recovery, trên phần mềm thì báo lỗi không chạy được. Ok, mình tạm kết thúc video này ở đây nhá. Mình sẽ xử lý mấy cây mắt thay màn, mấy cái bệnh đơn giản kia xử lý sau nhá. Mình xin phép kết thúc video ở đây nhá. Hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Cảm ơn anh em quan tâm và ủng hộ mình nhá. Anh em nào thấy hay gửi like và share giúp mình nhá. Chào tất cả anh em.